IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Burigon 300 đơn vị với liều 150. Thì với liều 150 đơn vị, ống thuốc này anh chị sẽ tiêm được 2 lần. Bước 1, anh chị kiểm tra trên toa thuốc có đúng thuốc hay không. Thứ 2 là có đúng liều tiêm được chỉ định hay không. Và cuối cùng là ngày tiêm của anh chị. Khi khui hộp thuốc, anh chị sẽ phải kiểm tra lại hạn sử dụng, xem có còn hạn sử dụng hay không. Lấy ống thuốc ra, anh chị phải kiểm tra cái chất thuốc bên trong nó có bị đổi màu hay không. Thuốc bình thường thì cái màu trắng trong, còn thuốc bị hư thì nó sẽ đổi màu và vón cục bên trong ống thuốc. Sau các bước kiểm tra thì anh chị cần phải rửa tay sạch với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện lắp ống thuốc và chỉnh liều tiêm. Khi lắp ống thuốc, anh chị sẽ vặn bút tiêm ra và thực hiện lắp ống thuốc vào. Thì khi lắp, anh chị sẽ hướng đầu có chứa thuốc xuống dưới và để vào bút tiêm. Lắp xong ống thuốc thì sẽ đến bước thứ hai là chỉnh liều thuốc. Thì anh chị sẽ xoay nấm chỉnh liều cho đến khi cửa sổ chỉnh liều nó xuất hiện số 150 thì anh chị dừng lại. Trường hợp anh chị dặn hút liều 150 thì anh chị dặn qua vòng luôn và thực hiện chỉnh lại từ đầu. Chỉnh đúng liều 150 xong thì anh chị sẽ xé niêm phong của đầu kim và thực hiện vặn đầu kim vào bút tiêm để chuẩn bị tiêm thuốc. Khi đã lắp xong đầu kim thì anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4-5 cm, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Thì cái cách sát khuẩn vùng tiêm á, anh chị sẽ dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để mình sát khuẩn theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Anh chị cần phải kiểm tra lại một lần nữa xem cửa sổ chỉnh liều nó có hiện đúng liều 150 hay không. Sau đó thì mình sẽ rút nắp kim ra và chuẩn bị véo da bụng lên. Ghim kim nhanh một góc 45 đến 90 độ. Anh chị dùng một tay cố định bút tiêm, tay còn lại thì ấn đè nút chỉnh liều để thực hiện bơm thuốc. Ấn đè đến khi nào cửa sổ chỉnh liều lùi về tới số 0 thì anh chị đã tiêm hết liều thuốc ngày hôm nay. Đến liều tiêm cuối cùng của ống thuốc thì sẽ dư lại một lượng thuốc đệm. Anh chị sẽ không tiêm lượng thuốc đệm này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể, dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.